Ok, chào mừng với lớp học Level 1 của Miss Ngọc dành cho các bạn đang ở lứa tuổi mới học tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 2 và các bạn và cũng có thể là dưới 5 tuổi học mới mẫu giáo có thể tham gia lớp học nha. Và hôm nay buổi 9 của lớp học Pantado của cô Ngọc có học về Unit 3, My Body. Thì bài học hôm nay của mình gồm hai phần, đó là một, mình học về các từ mới về các bộ phận trên cơ thể, những từ đơn giản nhất. Thứ hai là mình học về cấu trúc để có thể hỏi rằng là đây là gì và đây là những gì. Rồi để có thể là ôn lại bài cho các con, tổng hợp bài cho các con để các con xem bài dễ hiểu nhất. Thì hôm nay cô sẽ làm một cách khác, đó là cô sẽ quay lại một video ngắn thôi để mình cùng lượt qua lại một số các điểm kiến thức của mình trong bài hôm nay nhé. Okay, let's start So about the new words first, we have hand Hand, and hands. hands. Đó, hôm nay chúng mình học xen lẫn ngữ pháp cũng như xen lẫn một chút hơi khó một xí thôi về danh từ số ít và danh từ số nhiều. Hand, một bàn tay, và hands khi chỉ nhiều bàn tay trở lên. Đó là từ vựng đầu tiên. Còn từ vựng thứ hai, yes, trên chiếc hands của mình có finger. Nếu mình nói một ngón tay thì mình sẽ nói Finger. finger, my finger or a finger. Khi mà mình chỉ hai ngón, ba ngón, bốn ngón, 10 ngón, có nghĩa là từ hai ngón tay trở lên á, thì mình sẽ dùng Fingers. fingers. Okay. Now one more time. Finger and fingers. Okay. Lưu ý cho cô nhá, âm gió ở đằng sau danh từ số nhiều mình sẽ đọc là z. Fingers. Okay. Hands. Okay, good. Next. Yeah. Mình sẽ nói về một cái part, một cái bộ phận kéo dài từ shoulder cho đến hết hand, hết fingers. Đó là arm. Arm. Yes, cánh tay. Arm. 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 A-R-M. Arm. Okay. Và tương tự với việc mình chỉ hai cánh tay trở lên thì mình sẽ có từ gì? Arms. Arms. Chính xác, nó chỉ đơn giản là mình sẽ thêm từ S vào đằng sau và đọc thêm Z. Arms. Okay, now lại một lần nữa nào, từ thứ ba nào. Arm. Arms. Okay. The next, the fourth word. Cẳng chân. Đó. Đây là cũng là một phần rất là quan trọng đúng không Leg. nhỉ? Leg. L E G. Leg. Okay. L E G. Leg. Cẳng chân. Tiếp tục mình có hai cẳng chân trở lên nói nào, kể cả hai cái chân bàn đúng không? Một cái bàn này thường thường có bốn chân hoặc là ba chân. À, đó. Thì nhiều cái chân thì mình sẽ nói là Legs. 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 One more time. Legs. Yeah. Đơn giản thôi. Vậy đây là từ thứ năm và là từ các bạn hỏi nhiều nhất rằng cô ơi khi mà các từ mà muốn thêm số nhiều thì mình việc thêm S thôi, nhưng từ này thì lại hơi khó hiểu một chút. Tại sao lại khó hiểu nhỉ? Mình cùng xem nhá. Thì với bàn chân chúng ta có từ Foot. foot. Nhớ âm rõ, âm đuôi âm gió, âm đuôi cho cô nhá. Foot. Nhưng khi có từ hai bàn chân trở lên mình không điền là foot mà nó Feet. chuyển thành feet. Yeah. Feet. Okay. Foot and feet. Đây là từ duy nhất hơi khó một chút so với các từ khác thôi. Đó, tiếp theo nào. Và trên
Foot của mình có toe. Ok, toe. Và nếu mà có nhiều ngón chân thì mình sẽ sử dụng từ cũng đơn giản thôi, mình sẽ thêm s vào đằng sau và mình đọc là toes. 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 Đó, thì vậy là mình cũng điểm qua lại các từ vựng nhá. Mình điểm qua lại từ vựng này. Thứ nhất là từ hand. Hands. Thứ hai finger. Finger. And fingers. Fingers. Thứ ba là arm. Arm. And arms. Arms. Thứ tư là leg. Leg. And legs. Leg. Foot. Okay. Tiếp theo là foot and feet. Feet. Và cuối cùng là toe. Toe. And toes. Toes. Okay, thế là xong phần new words rồi nha. Từ vựng hôm nay rất là dễ và đơn giản thôi. Và các bạn nhớ cho cô quy tắc là danh từ số nhiều thì mình sẽ làm như nào nhá. Tiếp tục. Đến phần khi mà mình đã có từ vựng rồi thì mình cũng muốn nói thành câu đúng không? Thì mình không thể nào mà chỉ có lấy từ vựng ra để mình nói được. Mà mình không nói thành câu thì thứ nhất là nó giống việc mình nói trống không ấy. Nó cũng bất lịch sự. Thứ hai là mình không nói thành câu thì người ta cũng không hiểu ý của mình đúng không? Vậy mình cứ cố gắng nói thành câu nhá. Trong bài hôm nay mình sẽ học về hỏi là đây là cái gì? Câu này chắc là cũng đã rất quen thuộc với các bạn ngay từ những buổi học đầu tiên với cô Ngọc, là luôn luôn có câu này trong tất cả các bài học đúng không nhỉ? What is this? Câu hỏi thì mình dịch đây là cái gì? Dùng khi hỏi một và chỉ một vật mà thôi. Ví dụ ở đây mình có cánh tay đúng không? Thì mình sẽ trả lời là this is my arm. Đây là cánh tay của tôi. Và ở đây nếu mà muốn chi tiết hơn thì mình sẽ đổi thành là this is one arm cũng được. Ok. Đó. Tiếp theo, để có thể chỉ các vật mà từ 2 trở lên. Đó, ví dụ như là bức tranh thứ 2 này. Từ 2 vật trở lên thì mình sẽ dùng một cấu trúc hơi khác một xíu thôi. Đó là what are these? Ok, lại một lần nữa nào. What are these? Ok, nào, ở đây những cái này là gì? Đúng không? Mình dịch từ dưới lên nào. Những cái này là cái gì? Đó. Thay vì chỉ hỏi một thứ là đây là thì đây là những đây là cái gì? Ok. Từ this mình chuyển thành these. Từ is mình chuyển thành are. Ok. Và khi trả lời thì mình cũng trả lời đảo these và are lên. These are đây, những đây là cánh, những cánh tay của tôi. These are my arms. Ok. Tại vì ở đây chỉ có một cánh tay cho nên là mình giữ nguyên từ gốc. Còn ở đây mình có tận hai cánh tay trở lên thì như vừa nãy new words mình vừa học ý, hai cánh tay trở lên thì mình sẽ thêm s và đằng sau từ và đọc là z. These are my arms. Yes, okay. One more time. What is this? This is my arm. What are these? These are my arms. Okay, one more time. What is this? This is my arm. What are these? These are my arms. Ok, tốt lắm. Đó, thì trong cái bài ngày hôm nay chỉ vậy thôi, được chưa nhỉ? Và trong bài học ngày hôm nay tóm tắt là như vậy, thì cô sẽ gửi lại video của lớp mình vào trong nhóm và kèm theo bài tập cũng như là những lời tổng quát về bài học cho các bạn nhé.
Chúc các bạn có một buổi học thật là tốt và mình sẽ làm bài tập thật là tốt nha. Good evening and goodbye.